chuyện như đang có mặt tại nhà thông Bắc Bê Rô nghe thì hôm nay chị Dương sẽ ghi hình nghe của chùa Cơ Lên tập giờ nghe vị nghe chùa Cơ Lên thì tập hôm nay tập trên trên ghe luôn nghe vị. Các bạn động viên rất là đông nghe vị. Các bạn mình đã xuống ghe chuẩn bị nha quý vị. Bên Khai Lan này đem hai chiếc luôn nha quý vị. Đem hai chiếc để tập luôn nha quý vị. Bọn nông viên quá đông quý vị ạ. Vận động viên quá đông nên đập tới hai chiếc ghe nha quý vị. Đường Cơ Lan nha. Các bạn tới hai chiếc ghe đường Cơ Lan đang chuẩn bị tập giật nha quý vị. Hai ghe luôn nha quý vị. Quá đông nên sử dụng tới hai ghe luôn nha. Trên bờ là khán giả quá trời. Quá đông. Bên này chiếc nghe quý vị. Các bạn đồng viên đang lấy dòng. Còn bên đây chiếc đang chuẩn bị nghe quý vị. Vận động viên quá đông, tới hai ghe mới đủ quý vị. Còn trên bờ mớ nè quý vị. Đây là đội ngô của chùa Cơ Lan nghe quý vị. Lần đầu tiên Trường Dương thấy một đội ghe mà tới tập tới hai ghe nha quý vị. Vận động viên quá đông. Hình như chắc thấy chỉ có chùa Cơ Lan chuẩn bị bơi nha quý vị. Nông viên đang bơi nghe vậy.
หาชีทางบ่อยทางเลยบาคาดูว่าnày cũng đang trong quá trình tập vợt quý vị nên cũng chưa điều mấy quý vị. Hai chiếc điều của chùa Khao Leng hết nha quý vị. Đây là chùm sông Mắt Peru nha quý vị. Sẽ diễn ra giải đua vàng ngò ống bóc 2020. Hai chiếc của chùa Khao Leng chạy tuốt xa nha quý vị. Hai chiếc bơi song song nhau nha. Hôm nay thì chùa Khao Leng xuống nước hai chiếc để tập nha. Hai ghe đang bơi lên nha quý vị. Rất là xa luôn nha quý vị. Hai chiếc đang bơi lên. Đến ngày lễ hội thì dòng sông này rất là đông người nghe quý vị.